làm phân bón, nghiền nát vỏ trứng thành từng miếng nhỏ và rắc vào hố trước khi trồng cây. Sau đó 2 tuần một lần, bạn lại rắc thêm một ít xung quanh gốc cây. Một vỏ trứng chứa khoảng 750-800mg canxi, do đó việc tận dụng vỏ trứng với lượng canxi và các khoáng chất khác sẽ giúp khu vườn của bạn phát triển nhanh và xanh tốt. 2. Ươm mầm cây. Rửa sạch nửa vỏ trứng và chọc thêm một lỗ ở phía dưới cho thoát nước, chống úng rễ cây. Sau đó bạn cho thêm vào một chút đất và trồng hạt giống. Khi cây con đủ lớn để có thể trồng ở ngoài, bạn chỉ cần nhẹ nhàng tách vỏ trứng ra. 3. Xua đuổi động vật gây hại. Một mẹo hay ho khác tận dụng vỏ trứng vứt đi là xua đuổi kiến và côn trùng. Nghiền nát vỏ trứng và rắc chúng trên rau và hoa của bạn để chống ốc sên và các loại sâu phá hại. Những sinh vật thân mềm không thích bò trên mảnh sắc của vỏ trứng cũng như ngửi mùi khó chịu của trứng. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của VB. 4. Dạy dỗ mèo. Những con mèo nghịch ngợm hay coi những chậu cây cảnh bạn dày công chuẩn bị như là nơi xả uế. Chỉ cần nghiền nát vỏ trứng và rắc ở những nơi chúng hay đi qua. Ngoài việc cung cấp thêm canxi cho cây thì sau một vài lần, những chú mèo sẽ tránh xa đống hoa của bạn. 5. Làm khuôn nến. Lần sau, nếu bạn ăn trứng vào bữa sáng thì hãy cẩn thận tận dụng vỏ trứng để làm cho mình một cốc nến thật đẹp. Hãy khéo léo tách vỏ trứng để được một nửa thật đẹp, rồi đổ đầy với sáp ong, cắm bấc và trang trí thêm một chút là bạn đã có một món quà hay ho tặng bạn bè và người thân.